Ricky Chow, Châu Anh nói gì khi câu cửa miệng độc quyền bị cà khịa? Trong lứa Ricky thế hệ mới nói riêng và Gen Z nói chung, Chow, tên thật là Châu Anh, sinh năm 2003, là một trong những cái tên hot nhất. Cô bạn hội tụ tất cả những thứ mà ai nấy đều ao ước, xinh xắn, nhà giàu, học tốt và kinh doanh giỏi. Không những thế, Chow còn cực nổi trên TikTok. Tài khoản của cô bạn đã có gần 1 triệu lượt theo dõi, nhiều clip hàng triệu view và những con số vẫn đang tăng đều đều. Đây là con số khủng với một người không hoạt động nghệ thuật. Nội dung video của Chow tập trung vào cuộc sống hàng ngày của một big city girl chính hiệu như vlog hàng ngày, đi ăn đi chơi và luôn bắt đầu bằng "Hello mọi người, lại là Chow đây". Tuy nhiên mới đây, Ricky 2K3 này đã phải đăng một video giãi bày tâm trạng không mấy vui vẻ. Nguyên nhân là bởi gần đây, câu cửa miệng độc quyền của cô bạn đã trở thành âm thanh nền cho nhiều clip trên TikTok. Netizen liên tục dùng câu nói này để làm clip cà khịa người khác. Hiện tại Ricky đã ẩn clip gốc nhưng số người sử dụng âm thanh này đã lên đến hàng nghìn. Nguyên văn chia sẻ của Chow: "Hello mọi người, lại là Chow đây. Mình quay video này để nói về một vấn đề, đó là việc mọi người mấy hôm nay hay sử dụng giọng của mình để làm TikTok. Mình biết mọi người không có ý xấu gì cả, quay cho vui thôi, nhưng mà thực sự thì điều đó làm mình cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Nhiều người tác mình vào và mình phải xem rất nhiều lần thì bản thân mình cũng cảm thấy buồn ấy. Mình biết mình sử dụng mạng xã hội thì đây là điều mình phải chấp nhận và mình cũng không bắt ép mọi người phải xóa hay gì cả. Nhưng mình mong nếu các bạn tôn trọng mình thì sẽ không sử dụng giọng mình khi mình chưa cho phép, cũng như khi mình nói mình cảm thấy không thoải mái. Thật ra là video này cũng rất khó khăn vì mình không muốn mang những thứ tiêu cực lên mạng, nhưng mình nghĩ đây là điều mình cần phải nói. Cảm ơn đã ủng hộ mình." Phía dưới đoạn clip tâm sự, netizen đã để lại nhiều bình luận đồng cảm với cô bạn, đồng thời khen ngợi cách ứng xử của Chow. "Chow quá lịch sự và dễ thương luôn. Nhiều khi lướt cũng thấy bất bình thay vì có một số cái cà khịa quá đáng luôn ấy. Mình không là bạn này mà cũng cảm thấy khó chịu, bạn ấy chỉ chia sẻ cuộc sống của bạn ấy nhưng nhiều người lại lấy quay để cà khịa. Mình cũng thấy đồng cảm với bạn vì có một số video quá đà, bạn đừng buồn quá nhé." Được biết, dù gia đình có điều kiện lại học trường quốc tế với học phí siêu đắt đỏ, nhưng Chow không hề ỷ lại hay có suy nghĩ ăn bám. Cô nàng có công việc kinh doanh riêng và đạt những thành tích đáng ngưỡng mộ. "Mình bắt đầu kinh doanh từ năm 14 tuổi, vì khách của mình chủ yếu là học sinh nên lúc đó mình bán slam, quần áo nhưng không nghiêm túc lắm. Khoảng 2 năm gần đây mình mới thực sự nghiêm túc và có đầu tư cho nó. Mình có tiền tiết kiệm và đã có lượng follower nhất định nên đầu tư vào quảng cáo, từ đó mà được nhiều người biết đến hơn. Hiện tại quy mô kinh doanh của mình chưa lớn như nhiều người, nhưng cũng đang có 3-4 nhân viên đáp tin nhắn, 4-5 người soạn gói hàng và một anh shipper. Còn bản thân mình chỉ làm content và marketing, thỉnh thoảng đăng bài và liên lạc với KOLs." Châu Anh còn cho biết thêm, toàn bộ quá trình kinh doanh của mình đến hiện tại đều là tự mày mò mà thành và đem lại thu nhập giúp cô bạn chi tiêu khá thoải mái. "Mình rất trân trọng vì bố mẹ mình có thể chu cấp cho mình cuộc sống đầy đủ, nhưng mình vẫn thích tự lập hơn. Số tiền kiếm được mình dùng để chi tiêu cá nhân, những món đồ đắt nhất thường là giày hay phụ kiện, khoảng từ 10-20 triệu đồng. Ngoài ra mình cũng hay mời cả nhà đi ăn để tiết kiệm và gửi mẹ hàng tuần để làm từ thiện. Hiện tại, phần lớn thời gian của Châu Anh dành cho việc học vì cô bạn có kế hoạch sang Mỹ du học vào mùa hè 2021. Có thời gian rảnh, gái xinh sẽ đi chơi cùng bạn bè hoặc chơi game xả stress. Bố mẹ Châu Anh cũng khá tâm lý nên hoàn toàn ủng hộ con gái. Bố mẹ mình trẻ nên thoáng lắm, chỉ cần mình vẫn học tốt và vui vẻ là được.